ta thấy cái bụng nước rất là lớn không? Đó, bên góc camera đó. Ở quận 6 cũng có bụng nước lớn như thế này nè. À, ngay chợ Phạm Phú Thứ. Rồi Đại Thế Giới cũng có một cái. À, và sắp đến tí nữa thì có một cái bồn nước cũng rất là lớn để chữ mặt tham băng. Cái bồn nước này cũng có rất là lâu đời rồi. Đây là trường trung học phổ thông, và chúng ta đến đây là cái số 396 nè. Đầu hẻm là có cái tiệm bánh mì. Và thẳng hướng này mình sẽ ra đường Xóm Chiếu luôn nè. Ồ, đường nhỏ quá. Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là đường Võ Văn Kiệt, và ngày xưa đó là bến Trương Dương. Và chúng ta nhìn qua cánh trái đó là cái chợ gà năm xưa, và sau lưng chúng ta đó là cầu Ông Lãnh, và nơi đây bây giờ đó là khu chợ trái. Sau một trận cháy thì ngôi chợ chúng ta ngày hôm nay không còn như ngày xưa, và những người tiểu thương ở trong đó vẫn bán ở trong những con hẻm nhỏ, hẻm 16 Nguyễn Thái Học. Và hành trình hôm nay tôi sẽ mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng đi về một cái con đường, đó là con đường Trịnh Minh Thế ngày xưa, cũng là Nguyễn Tất Thành ngày nay. Thì trước mặt chúng ta đó là cái cầu, cầu Cao Mét, nối liền giữa đôi bờ quận Tư và quận Nhất, bắc qua con kênh Bến Nghé. Với hình ảnh của con kênh ngày hôm nay rất là đổi thay. Và ta nhìn bên kia đó là bến Vân Đồn ngày xưa, và ngày hôm nay là khu đất vàng. Để đáp ứng lời yêu cầu của tất cả cô chú anh chị, thì hôm nay em sẽ mời bà con mình chúng ta cùng đi đến một cái con hẻm, đó là con hẻm 396 Trịnh Minh Thế. Do cái sự thay đổi nên thành ra không biết ngày hôm nay con đường Trịnh Minh Thế và những cái địa chỉ đó có thay đổi hay không. Thì em cũng mời cô chú anh chị chúng ta cùng đi về con đường đó để mình khám phá xem cái ngày hôm nay cái số 396 có còn nữa hay không ha. Hy vọng là chỉ thay đổi tên đường thôi, còn số nhà thì hy vọng là sẽ giữ nguyên để chúng ta có dịp mình nhìn lại. Và để đi đến con đường Trịnh Minh Thế thì chúng ta đi từ bến Trương Dương lên cầu Cao Mét. Và ngày hôm nay cầu Cao Mét có một cái ngã rẽ từ cái bến Trương Dương này, chúng ta lên cầu. Và chúng ta nhìn bên cánh trái có một cái dãy phố nhà đồng kiến trúc rất là đẹp, và đó có số nhà 80 bến Trương Dương của cô chú. Thì ngày hôm nay mình đi ngang đây mình cũng view một vài cảnh để bà con xem. Rồi lên cầu chúng ta sẽ quẹo phải để đi qua quận Tư. Và nếu mà chúng ta sẽ quẹo phải nữa thì sẽ đi qua bến Vân Đồn, đường bến Vân Đồn đó. Và đi thẳng con đường này là đường Đoàn Văn Bơ. Đối với quận Tư ngày hôm nay thì rất là thay đổi, rất là phát triển. Những cái cái nơi, những cái khu mà tối tối ngày xưa và bây giờ cũng đã sáng sủa hơn rồi. Và ở bên quận Tư ngày nay rất là có giá. Chúng ta vừa đi xuống con đường Đoàn Văn Bơ nè. Hôm bữa mình có đi ngang cái nhà số 72, 74 Đoàn Văn Bơ. Và hôm nay chúng ta nhìn lại toàn cảnh cung đường này. Và đến đây là giao lộ Hoàng Diệu và Đồng Văn Bơ. Chúng ta sẽ quẹo trái nha. Mình đi thẳng qua bên kia là Đồng Văn Bơ nói dài và chợ Cầu Cống đó. Thì nhân cái chuyến
Em đi qua quận 7 có một vài việc và nhân đây em cũng gửi đến bà con cái hình ảnh về cung đường này. Thật ra thì hôm nay em qua quận 7 để tập lái xe ở trong cái khu chế xuất Tân Thuận đó. Rồi cũng không quên gắn camera lên để chia sẻ cùng bà con những hình ảnh ở Sài Gòn ngày hôm nay. Thông qua những cái video thì em nhận lại được rất là nhiều cái comment của cô chú anh chị, và thông qua đó em cũng học hỏi được rất là nhiều điều. Và nhân đây em cũng cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi và cùng em xây dựng nên một cái nội dung mà rất nhiều cô chú anh chị xa xứ, xa Sài Gòn và các anh chị ở các tỉnh khác quan tâm. Để có dịp thì chúng ta có thể đến Sài Gòn và thông qua những hình ảnh này mình có thể hiểu được nhiều hơn về cái khung cảnh cũng như những cái cung đường của ngày xưa. Và thẳng hướng Hoàng Diệu này, chúng ta sẽ đến đường Trịnh Minh Thế và bên tay phải chúng ta đó là chợ Xóm Chiếu. Và thẳng con đường này chúng ta có thấy cái bùng nước rất là lớn ở nằm ở khu vực cảng Sài Gòn đó. Nếu ngay đường Trịnh Minh Thế này chúng ta quẹo trái sẽ qua cầu Khánh Hội và đi đến bến Bạch Đằng. Và quẹo phải thì mình sẽ đi về quận 7 qua cầu Tân Thuận ngày nay, cũng là cầu Trịnh Minh Thế ngày xưa đó. Đó, thấy cái bụng nước rất là lớn không? Đó, mình góc camera đó. Ở quận 6 cũng có bụng nước lớn như thế này nè. Ở ngay chợ Phạm Phú Thứ. Ở Đại Thế Giới cũng có một cái. Và chúng ta đang ở trên con đường Trịnh Minh Thế, bên tay phải thì hướng vô chợ Xóm Chiếu. Đối với con đường này ngày hôm nay thì rất là nhiều container và cũng như các xe tải. Tại vì đây là con đường đi đến cái cảng rồi, nhưng mà ngày nay cũng đỡ rồi, không còn nhiều như ngày xưa tại vì có cầu Phú Mỹ đó. Nên thành ra những xe công nó sẽ hướng về bên cầu Phú Mỹ rồi. Nếu mình nhìn con đường này thì bên tay phải là số chẵn và bên tay trái là số lẻ 396, thì chúng ta đang ở đây là số 135. Số 135 là bên cạnh đây, bên tay phải mình đó là con đường Tôn Đản. Không biết bây giờ cái hẻm 396 như thế nào nữa, không biết có còn hay không. Và những nhà máy ở những cái kho nè, những cái nhà máy đường, đây còn chữ công ty đường Khánh Hội nè. Bây giờ thì bỏ trống rồi, để trống rồi, không còn sử dụng nữa. Ở số 147. Và mình đi tí nữa thì để mình xem coi số 396 còn hay không ha. Bên tay trái mình có đường Ngô Văn Sở. Con đường này cũng là con đường cùng thôi, con đường đi ra cái sông Sài Gòn đó. Bên tay phải chúng ta có trường tiểu học Bến Cảng. Trường tiểu học Bến Cảng, không biết ngày xưa là trường gì. Nếu mà cô chú anh chị còn nhớ về ký ức ngày xưa thì cho xin cái comment nha. Và bên tay trái chúng ta không còn cái số nào nữa, không biết cái số 396 nó nằm ở đâu. Bên tay phải là 322 rồi nè. Đó.
396 là bên tay phải, số nhảy đúng rồi, em xin lỗi nãy em nói nhầm, là bên trái và bên phải mới đúng, 396 bên phải mới đúng, 338 rồi, ta tính số 338 rồi nè. Rồi phía trước đó là con đường xóm chiếu. Đó, nhiều khi đi ngoài đường có nhiều cái phân tâm lắm nên thành ra nên hơi bị nhầm lẫn, cô chú chị thông cảm nha. Tại vì vừa phải nhìn đường rồi vừa phải nghiệm nội dung rồi nên thành ra có những cái hơi nhầm lẫn, bị cô chú anh chị la hoài ngại quá. Đây là trường trung học phổ thông, và chúng ta đến đây là cái số 396 nè. Đầu hẻm là có cái tiệm bánh mì. Đó, hẻm này là hẻm 396 xuyệt 1, bên tay trái mình là xuyệt 1. Và 396 xuyệt 5 bên tay trái. Không biết nhà của cô chú là nhà nào ha. Có lẽ cái hẻm này ngày hôm nay thay đổi rất là nhiều. Nhà cửa thì khang trang rồi, sáng sủa hơn. Hẻm thì cũng rộng nữa, hẻm xe hơi vô được. Hẻm này nghĩa là rất có giá, tại vì hẻm rộng. Qua đây là hẻm số 261 đường Xóm Chiếu rồi. Và thẳng hướng này mình sẽ ra đường Xóm Chiếu luôn nè. Ồ, đường nhỏ quá. Hẻm 61 Xóm Chiếu. Nếu mà cô chú anh chị ngày xưa ở đây thì chắc có lẽ chúng ta cũng đôi ba lần đi con hẻm này để đi ra đường Xóm Chiếu. Ngay đầu hẻm là cái quán cà phê. Và nếu mình quẹo trái thì sẽ ra chợ Đồng Văn Bơ đó, chợ Cầu Cống đó. Mình quẹo phải thì ra lại con đường Trịnh Minh Thế. Và ngay đầu hẻm có một cái ngôi trường cấp 3. Để em xem coi trường này là trường gì nha. Trường Nguyễn Trãi, trường trung học phổ thông Nguyễn Trãi. Con đường Xóm Chiếu ngày hôm nay. Và bên kia đường thì cũng có những cái nhà kho ngày hôm nay vẫn còn nguyên, nhưng mà theo thời gian thì những cái nhà kho đó cũng có vài sự thay đổi về màu sắc cũng như cái giao diện. Ngày hôm nay thì những nhà kho đó không còn hoạt động nữa. Chúng ta quay lại đường Trịnh Minh Thế rồi nè. Cái hẻm lúc nãy chúng ta đó là hẻm bên tay phải nè. Và xích đến tí nữa thì có một cái bồn nước cũng rất là lớn để chữ mặt tham băng. Cái bồn nước này cũng có rất là lâu đời rồi. Và đối diện cái hẻm là cái cảng
cảng Sài Gòn, cảng Nhà Rồng, cảng Khánh Hội, một cái cổng lớn. Con đường này có hai cái bồn nước, một cái lớn một cái nhỏ. Cái này thì nhỏ nè, bồn nước đỏ đỏ nè. Và chúng ta sẽ đi một đoạn nữa rồi mình sẽ kết thúc video ngày hôm nay ở trên con đường Trịnh Minh Thế và những hình ảnh trong cái hẻm số 396 Trịnh Minh Thế. Có lẽ do thời gian nên cô chú không còn nhớ cái số nhà, cô chú chỉ không mình cái địa chỉ 396 Trịnh Minh Thế. Và hôm nay có dịp em lại thực hiện cái video này và cảm thấy rất vui khi mà đi vô những con hẻm, những cung đường gợi nhớ đến các anh chị và các bạn những cái hình ảnh về ngày xưa. Thông qua đây thì nếu mà cô chú anh chị có xem video và nếu mà có thông tin gì sai sót, mong cô chú anh chị cho em xin cái comment và thông cảm nha. Em sẽ thực hiện lại trong những video tiếp theo. Và đến đây thì chắc em phải tạm dừng cái video và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những cái video tiếp theo. Lúc đầu có sự sơ sót, sự sai sót, đó là bên trái và bên phải. Em nhầm lẫn bên trái là số lẻ, bên phải là số chẵn. Nên thật ra mình có một số hình ảnh mình nhìn bên cánh trái, không nhìn bên cánh phải. Cô chú anh chị thông cảm. Và phía trước ta đó là hai cây cầu Tân Thuận 1 và Tân Thuận 2, để giảm lưu lượng và sự quá tải cho cây cầu Tân Thuận 1. Thì hôm nay chúng ta có cây cầu Tân Thuận 2. Và nơi đây cũng là đầu đường Nguyễn Thần Hiến. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn lại. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi.